Đến hẹn lại lên, thời điểm này lưu lượng xe cộ đi lại và vận chuyển hàng hóa tăng đột biến trên các tuyến cao tốc từ thành phố Hồ Chí Minh đi các tỉnh, chuẩn bị cho ngày Tết Nguyên Đán đang đến gần. Và rồi viễn cảnh ùn tắc giao thông lại bắt đầu tái diễn, khiến cho nhiều người không khỏi ám ảnh. Vấn đề này càng trở nên rõ ràng hơn trong những ngày cận Tết, tuy nhiên chưa có phương hướng xử lý nào cụ thể được đưa ra. Tuyến cao tốc thành phố Hồ Chí Minh Long Thành Dầu Dây, chỉ một tai nạn hay va quẹt nhỏ là có thể ùn tắc. Càng ám ảnh hơn là vào các dịp cuối tuần, lễ Tết. Tuyến cao tốc này thường xuyên kẹt xe, ùn ứ kéo dài. Chiều quá, thì xe khi tải nó dồn ra là lại kẹt. Đó, thì nó kẹt, có khi nó kẹt tới mấy cây số luôn. Hay là có một sự va chạm nhẹ trên cao tốc thôi, khi xe dừng lại là kẹt hầu như là từ đầu tới đuôi luôn. Xe tư nhân ở nhà lên trên đó là chạy từ 40, 50, 60 cũng có. Thì nó sẽ dồn xe. Thứ ba nữa là xe tải, xe container. Hai xe mà cứ chạy hàng ngang là những cái xe du lịch không chạy được. Ngao ngán không kém là tâm trạng của nhiều lái xe khi qua cao tốc thành phố Hồ Chí Minh Trung Lương. Trước đây đã vất vả vì kẹt xe. Từ đầu năm 2019 đến nay, người đi đường càng khổ gấp bội khi tuyến cao tốc này ngừng thu phí. Ùn, phương tiện đổ về đây, kẹt xe gia tăng, kéo theo đó là tình trạng loạn giao thông, mạnh ai nấy chạy, mặt đường xuống cấp. Trong cảnh cha chung không ai khóc, không người quản lý, giám sát. Cái đó phải bảo dưỡng được lại. Tại bây giờ, ngày xưa thu phí á, thì tất cả xe, có một số xe không đi lên đường đó. Nhưng mà xả chạm rồi thì tất cả xe nó dồn, nó bị ứ. Mà đường trên đó thì rất là xấu. Mà dễ gây tai nạn nữa. Tết Canh Tí cận kề, nỗi lo ùn tắc tai nạn trên hai tuyến cao tốc kết nối thành phố Hồ Chí Minh lại hiển hiện. Hiện cao tốc thành phố Hồ Chí Minh Trung Lương được sửa chữa định kỳ, trong khi cao tốc đi Long Thành Dầu Dây đang được nghiên cứu mở rộng từ 4 làn lên 6 đến 8 làn xe để đáp ứng nhu cầu đi lại. Cùng với đó, các lực lượng chức năng đang triển khai công tác tuần tra, xử lý vi phạm giao thông trên các tuyến cao tốc. Tôi sẽ tập trung vào xử lý các hành vi là chạy quá tốc độ, là đi không đúng phần làn đường, phần đường, dừng đỗ sai quy định. Hai tuyến cao tốc từ thành phố Hồ Chí Minh đều là các tuyến giao thông trọng điểm của khu vực, kết nối thành phố hạt nhân, thị trường xuất khẩu hàng đầu với vùng kinh tế trọng điểm phía Nam và đồng bằng sông Cửu Long, vùng sản xuất nông sản lớn nhất nước. Lượng phương tiện qua hai tuyến cao tốc ngày càng tăng cao. Do vậy, đảm bảo thông suốt và trật tự an toàn cho hai tuyến cao tốc này không chỉ giúp ổn định giao thông mà còn góp phần thúc đẩy các hoạt động kinh tế và du lịch của cả khu vực phía Nam.